Chào các em, chúng ta tiếp tục giải nít tiếp theo Quyền bích của khối lớp 6 vòng 13 ha. Thầy cũng dặn luôn là thầy đã lên lịch mở cái khóa học V63 để phục vụ cho các em đã đậu cấp trường, chuẩn bị thi huyện và thi tỉnh ha. Các em vào trang web của thầy để xem thông tin và đăng ký ngay để mình rèn luyện trong Tết nha. Bài làm số 1. Đừng để điểm rơi. Những bài đụng cái nít 1 rồi thì thầy lướt nhanh các em nhé. Cái này đã giải nít số 1 x bằng 12. Cái này thì bằng 81 cộng cho âm 27 thì bằng 54. Những bài này máy tính có thể giúp giải quyết được hết. Bài này là trừ 3 và 5. Lệnh 1 giải rồi. Các em quay lệnh 1 coi bài giải kỹ càng của cái bài đó. Cái này là cứ thế bấm thôi. Âm 30 cộng 70 bằng 40 các em. Ta đi tìm x. Âm 64 mà nhân cho 125 thì bằng âm 8000. Số nào lập phương lên, mũ 3 lên thì bằng âm 8000. Thì đó chính là số âm 20 các em. X sẽ bằng âm 20. Các em có thể dùng chức năng tìm x trong khóa học V61 giải tìm x chỗ này. Và số x đó chính là x0 đó. X0 bằng âm 20 thì thế vô đây nó sẽ bằng 5. Giá trị đối của 5 thì cũng bằng 5 thôi. Cái này ở nít trước thầy giải rồi. Nếu A nhân B bằng 2, 204 thì âm A nhân âm B cũng sẽ bằng 204. Tại vì âm nhân âm là bằng dương, còn lấy A nhân B thì để cho 204 rồi. Bài này x mũ 2 nó sẽ bằng, các em tính ra x mũ 2 nó sẽ bằng 100 ha. X mũ 2 nè thì nó sẽ bằng 8 mũ 2 là 64 cộng cho 6 mũ 2 là 36, vậy là bằng 100. Từ đây suy ra x bằng dương 10 hoặc là âm 10, lúc mũ 2 lên đều bằng 100. Âm 10 10. Cái bài này đề sai các em nha. Cái bài này ở nít 1 thầy đã giải và thầy đã chứng minh cho các em là cái đề người ta ra sai. Nếu là số nguyên thì bài này là có số phần tử là 0. Không có số nguyên nào thỏa cái này hết. Nhưng mà đề người ta lại cho đáp án là 2. Thì nếu bỏ cái chữ nguyên này đi thì đáp án là 2. Người ta, các em quay lại nít số 1 coi thầy giải thích tại sao cái đề này nó bị sai sót ha. Số cặp số nguyên thỏa mãn cái điều này thì cũng dễ thôi. Nhân nhau bằng 7 thì có vài cặp thôi. Đó là gì? 1, 7, 7, 1, trừ 1, nhân trừ 7. Không. Trừ 7 nhân trừ 1. Tôi để trong ngoặc đi cho nó đúng kỹ thuật. Trừ 7 nhân cho trừ 1. Hết rồi đó. Như vậy là y cộng 1 bằng 1 là ra được một cái y nè. 2x cộng 3 khi đó bằng 7 là ra được một cái x nè. Vậy là được một cặp. Tương tự dưới này cũng vậy. Dưới này cũng vậy. Dưới này cũng vậy. Như vậy ta có 4 cặp kết quả tất cả. 4 cặp x y ha. Thỏa mãn điều đó. Phân số thứ 20. Các
Cái này là một cái bài mẫu quy luật ở trong khóa học V62 1/3 rồi tới 1/15 rồi tới 1/35 rồi tới 1/63. Giờ ta đi tìm quy luật của nó ha. Nếu em nào đã lanh trí mà học khóa học V62 rồi thì các em sẽ phát hiện ra ngay thôi. 3 là 1/3, còn 15 là 1/3 × 5, 1/35 là 1/5 × 7, 1/63 là 1/7 × 9, 7 × 9 = 3. Không, cứ vậy thôi. Đó, quy luật á, các số lẻ nhân với nhau 1, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 9, cứ vậy ha. Như vậy các em thấy đây là số thứ nhất nè, số thứ nhất ha. Đây là số thứ hai, đây là số thứ ba, đây là số thứ tư, cứ như vậy. Và nhiệm vụ của mình là tìm số thứ 20. Đó, như vậy đây chính là phân số nào. Thầy cũng đang tò mò không biết là phân số 1 trên bao nhiêu đây. Thì các em tìm quy luật nè. 1 thì đi với 1, 2 thì đi với 3, 3 thì đi với 5, 4 thì đi với 7. Đó, thấy quy luật chưa? Trên này 4 thì dưới này là 7, có nghĩa là 4 nhân đôi là 8 trừ 1 bằng 7. Trên này là 3, dưới này là 5, như vậy là 3 nhân 2 là 6 trừ 1 còn 5. Tương tự, trên này 2 nhân đôi là 4 trừ 1 là 3. Đây là 1 nhân đôi là 2 trừ 1 là bằng 1. Vậy chỗ này thầy lấy 20 nhân đôi là 40 trừ 1 là dưới này sẽ thành là 39. 39. Mà 39 thì đi tiếp theo sẽ là 41. Hiểu không? Đây, 1 thì dưới này 1, 2 thì dưới này là 3, 3 thì dưới này là 5, 4 thì dưới này là 7. Thì nếu học khóa học V62 rồi thì các em sẽ thừa sức phản xạ được. 1 nhân đôi là 2, trừ 1 là thành 1. 2 nhân đôi là 4, trừ 1 là thành 3. 3 nhân đôi là 6, trừ 1 là thành 5. Nó tóm lại là 4 nhân đôi là 8 trừ 1 thành 7. Đó. Như vậy là số thứ 20 cũng sẽ theo quy luật đó là lấy 2 nhân 20 là 40 trừ 1 là thành 39. Vậy dưới này là tiếp theo sẽ là 41. Như vậy cái số mình cần tìm đó là gì? 39 x 41 là 1/1599. Đó. Đáp án là 1/1599. Ba chín mươi bốn mốt một năm chín chín. Trong khóa học V63 thầy sẽ nâng cao về cái dạng toán có quy luật như thế này. Bài thi số 2. Con rắn. Cái này thầy giải ở nick số 1 rồi các em. Hình như là chỉ có một đáp án thôi. Hai x cộng ba mà coi như một số, số đó có giá trị đối nhỏ bằng 5, như vậy nó sẽ bằng -5 nè, hoặc là -4, hoặc là -3, hoặc -2, hoặc -1, hoặc 0, rồi tới 1, 2, 3, 4, 5. Đó, nó chỉ có vậy thôi. Những số này thì mới có kết quả tính giá trị đối nhỏ bằng 5 thôi. Mà x là số nguyên thì 2 nhân x là số chẵn. 2 nhân x chẵn cộng 3 là thành số lẻ. 2x cộng 3 là lẻ. Như vậy là không thể bằng -4 được. Không thể bằng -2 được. Bởi vì những anh này là chẵn mà. Bỏ, không bỏ. 2 bỏ. 4 bỏ. Rồi chú ý tiếp. X là số nguyên dương. Tức là bèo nhất. Ít nhất là nó phải bằng 1. Nguyên dương mà, x thấp nhất là bằng 1. Mà khi nó thấp nhất bằng 1 nhân 2 là bằng 2, cộng 3 là bằng 5. Vậy 2x cộng 3 thấp nhất là bằng 5. Chứ không thể nào bằng -5, chứ không thể nào bằng -3, chứ không thể nào bằng -1, bằng 1, bằng 3 được, bỏ hết.
Vậy cuối cùng là 2x cộng 3 bằng 5 thôi. Vậy là 2x sẽ bằng 2. 2 cộng 3 thì mới bằng 5. 2x bằng 2 thì x sẽ bằng 1. Vậy các em nhé. Control. Tổng tất cả các giá trị x thỏa mãn. Như vậy là x sẽ bằng gì? 5 ở giữa 4 và 5 thì cái số đó là phải bằng 4 hoặc là 5. Chỉ có hai giá trị này thôi. Thì giá trị tuyệt đối của x mà bằng 4 thì x sẽ bằng cộng trừ 4. Giá trị đối x bằng 5 thì là bằng cộng trừ 5. Thì nó chia thành từng cặp đối nhau thì cộng lại nó bằng 0 thôi các em. Các em hiểu giống như vậy. Thế nè, từ đây các em suy ra x sẽ thuộc những cái số sau đây. Đó là cộng trừ 4 với lại cộng trừ 5 thôi. 4 số này cộng lại thì bằng 0. Số các ước nguyên dương của 18, các em phân tích 18 thành thừa số nguyên tố đi. Là bằng 2 nhân 3 mũ 2. Đúng không? 2 nhân 3 mũ 2. Thì lấy mấy số mũ cộng 1 nhân nhau. Vậy ta sẽ có 6 ước dương ha. Các em coi lại khoa học về số 1 nha. Cái này thầy giảng kỹ trong khoa học về số 1 rồi, không có giảng nhiều nữa. Cái này bấm máy cho nhanh các em. 27 nè. Trừ 28 nè. Cộng 90. 27 trừ 28 cộng 90 thì bằng 89. Mèo. Số nguyên nhỏ nhất là ước của 7 thì sẽ là âm 7. Ước của 7 là 1 nè, là 7 nè, là âm 1 nè, là âm 7 nè. Vậy ta lấy nhỏ nhất là âm 7 là đúng rồi. Rồng. Rồi bây giờ cái này em nào mà học khóa học V62 rồi thì làm phải re ha. X trừ 2 nhân cho 2x cộng 14 bằng 0. Mục tích hai thừa số nhân nhau bằng 0 thì các em sẽ suy ra hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là x trừ 2 bằng 0, hoặc trường hợp thứ hai là 2x cộng 4, 2x cộng 14 bằng 0. Giải hai bài toán con này, x trừ 2 bằng 0 thì x bằng 2. Bài toán con thứ hai, 2x bằng 14, các em sẽ giải được x bằng âm 7 rồi. Hết. Như vậy là 2 và âm 7 các em nhé. Ta sắp tăng dần thì ta sắp trừ 7 trước, 2 sau. Con gà, 5 con gà, trừ con gà dễ thương ha. Cái này thầy giải nít số 1 rồi, x bằng 20 các em nhé. Quay lại coi ha. 20 nhân 21 chia đôi 210 đúng luôn. Quay lại coi thầy giảng rất kỹ luôn á, nít số 1 thầy giảng tại sao ra x bằng 20, em quay lại coi ha. Con nợn à, con lợn. Rồi u cha, nhìn dễ sợ quá các em ơi. Nhìn khủng hoảng quá các em ơi. Em sợ quá em ơi. Rồi giờ các em coi có bao nhiêu dấu trừ nha. 2 mũ 1, 2 mũ 2, 2 mũ tới 2 mũ 2014. Như vậy là có 2014 dấu trừ, như vậy đó là số chẵn. Có một số chẵn thừa số âm nhân với nhau. Như vậy kết quả là A là mang dấu dương. A sẽ bằng 2 mũ. Dấu dương là vứt luôn đi. Còn lại 1 cộng 2 cộng 3 cộng vân vân. Cộng cho tới 2014. Còn B là bằng 2 mũ. 2027. 091. Bây giờ em nào đã học khóa học V62 rồi thì các em đã được nắm cái công thức tính tổng của những dãy số có quy luật quen thuộc ha. Thì em nào chưa học thì không biết đâu. Còn em nào học rồi thì các em dễ dàng thấy được là cái công thức tính 1 cộng 2 cộng 3 cộng cho tới 2014 thì nó sẽ bằng 2014 nhân 2015 rồi tất cả chia 2 các em nhé. Nếu chưa học thì các em tham gia ngay khóa học đó đi. Đừng có tiếc các em ạ. Thầy chỉ lan tỏa kiến thức là chính thôi, học phí chẳng có bao nhiêu hết. Các em vào đăng ký ngay khóa học V62. V62 nè. Đó, thầy đang mở khóa bổ sung đó. Các em cứ đăng ký ngay ha.
Còn V số 3 là cũng đăng ký đi, đăng ký liền đi ha. Trong 1-2 ngày tới là ra, thầy ra. Thì cái này các em sẽ luyện trong Tết để thi hiện và thi tỉnh. Còn những em nào mà muốn thi hiện thi tỉnh tốt mà chưa học hai khóa này á thì rất là đáng tiếc các em nhé. Tùy các em thôi. Không phải quảng cáo đâu ha. Rất nhiều em đã học thầy và hiệu quả rất là cao. Bây giờ thầy trở lại. Tính ra 2014 nhân 2015 chia đôi thì nó bằng 2029 105. Đó. Vậy B lên. Hình như bài này có trong khóa học V72 V62 các em. Hình như đúng á, đây chính là một bài trong khóa học V72 luôn. Thầy thấy quen lắm. Như vậy là so sánh hai cái mũ thì các em thấy là A nó sẽ lớn hơn B ha. Đây là 2.29.000, còn đây có 2.27.000 nè. Không? Vậy A nó lớn hơn nhiều. Dấu lớn các em nhé. Coi lại có sai chỗ nào không? Đúng rồi, không sai tí nào cả. Trừ 2 tức là trừ 2 mũ 1 ha. 2014 nhân 2015 mà chia đôi, đúng là 2029105. Còn kia là 2027091 thì thua xa rồi. A lớn hơn B. Rồi, thầy chọn con dê đi. Tổng các giá trị nguyên. Cái này làm ở nick số 1 rồi, kết quả là bằng -20. Nó còn sót lại -20 là lẻ loi thôi, còn -19, -18, -17 vân vân là nó đều có bạn là 19, 18, 17 cộng lại bằng 0 hết rồi. Rồi, con thầy chọn con chó mắt hai màu. 2N là số, N là số nguyên dương. Như vậy 2 nhân N bao giờ cũng nhỏ hơn 4 nhân N hết đó. Đây các bạn, N nguyên dương tức là N bằng 1, bằng 2, bằng 3 trở đi, thì suy ra là 2 nhân N sẽ phải nhỏ hơn 4 nhân N. Chắc chắn luôn. Một bên gấp đôi, một bên gấp 4 thì bên gấp 4 phải hơn. Như vậy là 2N cộng 1 á thì nó sẽ nhỏ hơn 4N cộng 1 là cái chắc này. Đúng chưa? Rồi, như vậy thầy suy ra 2 mũ 2N cộng 1 thì sẽ nhỏ thua 2 mũ 4N cộng 1. Chắc chắn luôn. Bên mũ nhỏ hơn, bên mũ lớn hơn thì bên mũ nhỏ hơn phải thua. Nhưng mà các em chú ý nè. Nhưng điều gì đang xảy ra? Cơ số của mình không phải là 2. Mà cơ số của mình là -2 các em ạ. Đây mới là vấn đề. Bên này cũng vậy. -2. Thì 2N cộng 1 chắc chắn là số lẻ. 2 nhân N là chẵn cộng 1 là lẻ. 4 nhân N là chẵn cộng 1 là lẻ. Mũ lẻ thì nó sẽ ra lại là dấu trừ. Một lũy thừa có cơ số âm mũ lẻ thì kết quả tính là nó ra lại số âm, dấu âm ha. Vậy thầy đổi cái đề này lại, kết quả là ra -2 mũ 4N cộng 1. Đó. Bây giờ nếu chưa có dấu trừ thì 2 mũ 2N cộng 1 sẽ nhỏ hơn 2 mũ 4N cộng 1. Nhưng mà gắn dấu trừ vô nó lại thành lớn hơn các em nhé. Suy ngẫm đi. Còn nếu em nào không hiểu nổi, em nào hiểu thì xin chúc mừng nha. Tức là có khiếu toán học đó. Còn không hiểu thì các em lấy đại N. Các em lấy đại một số N nguyên dương. Ví dụ N bằng 3 cũng được. Hoặc N bằng 2 bằng 1 gì đó. Các em thay vô đây các em tính. Tính vài ví dụ các em sẽ thấy là nó lớn hơn thôi. Vậy nha. Bài thi số 3. Các em nhớ đăng ký khóa học V63 ngay đi. Còn em nào chưa đăng ký V61, V62 thì lập tức đăng ký liền. Và học trong những ngày Tết các em nhé. Trong những ngày trước Tết và sau Tết, học cũng vui chứ. Không thôi quên kiến thức làm sao. Sau Tết là bập một cái là thi liền.
số nào chia hết cho cả 5 và 9? Cái này là bỏ rồi nè. Cái này là cộng lại là 19, là không chia hết cho 9 đâu. Cái này là chia hết cho 5 và chia cho 9 luôn nè. 3 cộng 3 cộng 3 là 9. Còn này là 5, 6, 7 là 18, cộng 1 là 19. Vậy cái này mới chia hết cho cả 5 và 9. Điều kiện để tia OZ nằm giữa hai tia OX và OY đó là OX và OZ, xin lỗi, OX và OY thuộc hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ OZ. Cái này thầy làm ở nick số 1 là thầy giải thích rất kỹ luôn. Đáp án này các em chọn là trật á, bởi vì OY và OZ có khả năng trùng nhau. Đáp án này các em chọn là trật á. Đáp án này cũng vậy, trật hết, vì chỉ có đáp án này đúng thôi. OX và OY nằm ở hai bên OZ. M là tập hợp các số nguyên tố nhỏ hơn 20. Thì nó có nhiêu? 2 nè, 3 nè, 5 nè, 7 nè, 11 nè, 13 nè, 17 nè, 19 nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 số. Những số nguyên tố nhỏ hơn 20 đọc lại: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 8 số em nhé. Rồi, thầy giải cái này nhanh chóng. Giá trị tuyệt đối của 4X bằng, em tính cái đám bên kia đi, trừ của âm 9 là thành 9, 9 trừ cho âm 7 là thành 9, cộng 7 là bằng 16 ha. Số nào có giá trị tuyệt đối bằng 16? Có hai số lận, 4X sẽ bằng 16, thì lúc tính tuyệt đối nó mới ra 16, hoặc là 4X bằng âm 16 cũng được. 4X bằng âm 16 thì khi tính giá tuyệt đối là ra 16 thôi. Vậy sẽ bằng 4, hoặc là X bằng trừ 4. Hai đáp án lận 4 và trừ 4 em nha. Đây, đáp án này. Tự nhiên lấy mấy con dế ra đập nó, ác thiệt. Mấy thầy ở bộ nghĩ sao mà cho đập dế. Dế nó là côn trùng có ích mà. 2 mũ 2N bằng trừ 4 mũ 10. Mũ 10 là mũ chẵn, như vậy thầy bỏ dấu trừ luôn đi. 4 mũ 10 thôi. 4 mũ 10, 4 mũ 10 tức là 2 x 2, tất cả mũ 10 đó. 2 x 2 mà nhân 10 lần như vậy là chung quy lại sẽ có tất cả là 20 số 2 nhân với nhau. Vậy là ra 2 mũ 20. 2 mũ 2N bằng 2 mũ 20 thì suy ra 2N sẽ bằng 20. 2 lũy thừa bằng nhau mà giống nhau cơ số là 2 rồi thì số mũ 2N sẽ bằng 20. Vậy N sẽ bằng 10 ấy. Phát biểu nào ở dưới đây không đúng? Hai góc phụ nhau thì cộng lại bằng 90, quá đúng. Trừ 1 mũ 2015 là mũ lẻ, là thành trừ 1. Trừ 1. Trừ 1 không, cái này sai nè. A cộng B bằng 0 thì A bình bằng B bình, đúng luôn. Ví dụ như 5 cộng âm 5 bằng 0 thì 5 bình sẽ bằng âm 5, tất cả bình. Rồi cái này mình học phân số mình sẽ thấy rất là đúng ha. Mẫu âm. Bây giờ cái này là sai nè các em ạ. Trừ 1 mũ 2015 là bằng âm 1. 1 mũ 2016 là bằng 1. Âm 1 trừ 1 sẽ bằng âm 2 chứ không thể bằng 0 được. Đáp án này không đúng. Y là trung điểm của AB. Theo lý thuyết, em học lý thuyết trên lớp mình sẽ chọn cái này nha. Khỏi giải thích nhiều. Bài này thầy giải ở nick số 1 rồi. Góc ZOT sẽ bằng 90.
Quay lại nick số 1 coi, thầy vẽ hình và giải rất kỹ nha. Giá trị nhỏ nhất của cái biểu thức A lớn này sẽ bằng âm 4. Hãy tham gia khóa học V62 thì sẽ thấy bài này rất dễ hiểu ha. X trừ 3 bình thấp nhất bằng 0. Y cộng 5 trị tuyệt đối mũ 3 cũng thấp nhất bằng 0. Vậy hai cái này thấp nhất là bằng 0 cộng 0 là bằng 0. Thì lúc đó A nó sẽ bằng âm 4. 0 trừ 4 là âm 4 thì đó là giá trị nhỏ nhất em nhé. Đạt được khi x bằng 3 và y bằng trừ 5 đó. Chỉ có tham gia các khóa học thì thầy giảng các em mới dễ hiểu thôi. Người ta viết liên tiếp một số tự nhiên từ 1 tới 135. Đây là một bài toán mẫu ở trong khóa học V62. Mà trong V62 là thầy viết từ 1 cho tới mấy ngàn luôn chứ phải 135 nữa. Thầy giải lại. Từ 1 đến 9 là có 9 số. 9 số 1 2 3 4 5 6 7 9. Mỗi số có 9 xin lỗi, mỗi số có một chữ số, như vậy là từ 1 đến 9 là có 9 chữ số. Có 9 chữ số các em nhé. Rồi tiếp tục là từ 10 đến 99 là có 90 số. 99 trừ 10 là 89 cộng 1 là 90 số. 90 số mỗi số có 2 chữ số, như vậy là bằng 90 nhân 2 là bằng 180 chữ số các em nhé. Rồi tiếp tục từ 100 đến 135 thì có bao nhiêu số? Em lấy 135 trừ 100 cộng 1 là có 36 số. Có 36 số mà mỗi số có 3 chữ số. Vậy lấy 36 nhân 3 là bằng 108 chữ số. Như vậy là mình cộng lại từ 1 cho tới 135 luôn. Là 9 nè, cộng 108 nè, cộng 108 nè, là 297. 297 các em nhé. Đây. Rồi, tạm biệt các em. Hẹn gặp lại ở nick tiếp theo ha. Các em nhớ đăng ký ngay khóa học V63 ha. Đăng ký ngay khóa học V63. Để luyện thi cấp huyện và cấp tỉnh. Bảng A, bảng B, các em đừng có sợ. Có thầy đây rồi. Bye bye.